Đối quy, phi mới lên kệ thị trường Việt. Reblizzard Inverter GVKC09BC1HP Giá, 10,3 triệu đồng. Đây là mẫu máy lạnh thông minh có khả năng điều khiển từ xa thông qua kết nối Wi-Fi với giá bán khá mềm ở Việt Nam. Người dùng có thể sử dụng một ứng dụng đi kèm để tự động tắt trên mở, điều chỉnh nhiệt độ ở bất cứ nơi đâu, miễn là có Internet. Dòng máy lạnh này trang bị công nghệ cold plasma giúp tiêu diệt các phần tử gây ô nhiễm, bụi bẩn và các mùi hôi đi cùng là công nghệ Real Inverter giúp tiết kiệm điện. Hãng này cho biết nó có thể tiết kiệm đến 60% so với các dòng máy thông thường. Ngoài ra, hệ thống giàn quạt của máy lạnh này được thiết kế thổi gió 3D với một cánh quạt đảo gió theo chiều dọc và hai cảnh đảo gió theo chiều ngang, giúp luồng gió có thể thổi theo nhiều hướng, góc độ khác nhau. LG Wi-Fi Inverter 1HPV10APF Giá 12,9 triệu đồng đây là mẫu máy lạnh mới của LG vừa bán trên thị trường tích hợp khả năng kết nối Wi-Fi, cho phép người dùng có thể điều khiển từ xa để tắt trên bật cũng như điều chỉnh các chế độ. Điểm thú vị của mẫu máy này đó là chức năng thanh lọc không khí với bộ phận cảm biến PM10 gắn trên máy, giúp phát hiện các tác nhân gây hại với kích thước siêu nhỏ, chỉ khoảng, như vi khuẩn, khói thuốc, khí thải xe hơi. Ngoài ra, dòng máy điều hòa mới của LG tích hợp công nghệ LG Dual Cool Inverter có thể tự cảm biến và chủ động kiểm soát năng lượng qua bốn mức công suất 100%, 80%, 60%, 40% tùy theo số lượng người ở trong phòng. Sharp Inverter Wi-Fi 1 HP AH XP10VXVK giá 12,9 triệu đồng. Mẫu máy lạnh của Sáp cũng theo xu hướng nhà thông minh khi trang bị kết nối Wi-Fi cho phép người dùng có thể sử dụng smartphone để điều khiển từ xa. Điểm mạnh của mẫu sản phẩm này đó là công nghệ gì? Tech Inverter và chế độ Eco giúp tiết kiệm điện đến 65%. Theo thông tin từ hãng này, đi cùng là công nghệ Super Z cho hơi lạnh tức thì cùng hệ thống Eco Aero, giảm thiểu sức cản gió vào, luồng khí tinh khiết mát lạnh thổi ra mạnh hơn. Ngoài ra, mẫu máy lạnh này còn có chế độ Baby Sleep cho hơi lạnh nhẹ nhàng, hoạt động yên tĩnh giúp bé ngủ ngon và bảy tính năng bảo vệ giúp máy sử dụng dài hơn. Media Inverter Wi-Fi 1HP MSMT 10HRFN8 Giá 12,9 triệu đồng. Tương tự các mẫu máy lạnh trên, thiết bị từ Media cũng hỗ trợ kết nối Wi Fi, cho phép điều khiển thông qua smartphone để tắt mở từ xa. Điểm nhấn của mẫu máy này đó là công nghệ inverter tiết kiệm điện cùng công nghệ cooling comfort làm lạnh thông minh hai bước, đi cùng là công nghệ 2, ambient cooling, công nghệ bức xạ ga, cho hiệu quả làm lạnh trên sưởi ấm nhanh hơn gấp 5 lần. Ngoài ra, mẫu máy lạnh này được kiểm soát độ ồn khá tốt với độ ồn chỉ 195 dB. Hầu như sẽ không nghe thấy tiếng động cơ chạy khi sử dụng. Dạ Hưng